Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương, cơ quan của Quốc hội, các địa phương về kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố. Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là vấn đề rất khó khăn, phức tạp nhưng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc khơi thông một nguồn lực rất lớn của nhà nước, doanh nghiệp, người dân để phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Những sai phạm tại các dự án đất đai được nêu trong kết luận thanh tra kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố có liên quan đến lịch sử để lại, sự thay đổi chính sách pháp luật qua các thời kỳ, vi phạm trong công tác quản lý nhà nước. Trong đó, nhiều sai phạm không thể khắc phục xử lý nếu không có cơ chế chính sách đặc thù. Tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến đối với dự thảo kế hoạch triển khai, kiện toàn tổ công tác nhiệm vụ của từng bộ ngành địa phương theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu đến ngày 15 tháng 8, các bộ Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Tư pháp hoàn thành việc rà soát các khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý như đất đai, quy hoạch, đấu thầu, đấu giá, viện dẫn, áp dụng án lệ. Trong quá trình giải quyết những dự án đất đai trong kết luận thanh tra kiểm tra bản án, từ đó đề xuất báo cáo tổ công tác Thủ tướng Chính phủ những cơ chế chính sách cần sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền quản lý chuyên ngành, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội. Trong tháng 9 năm 2024, các bộ ngành địa phương ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, quyết định của Ủy ban Nhân dân để tháo gỡ khó khăn cho các dự án đất đai trong kết luận thanh tra kiểm tra bản án, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi bổ sung, quyết định theo thẩm quyền. Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các bộ chuyên ngành xây dựng trình Quốc hội dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đất đai trong kết luận thanh tra kiểm tra bản án.